Lộ diện sau ồn ào bảo hiểm, thần thái Ngọc Lan ra sao? Nữ diễn viên Ngọc Lan thời gian qua đã gây chú ý với công chúng bởi những chia sẻ liên quan tới một công ty bảo hiểm. Được biết hiện tại, bà mẹ một con đang trong quá trình làm việc riêng với phía công ty bảo hiểm nên rất hạn chế chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Đến mới đây, một người bạn của Ngọc Lan đã chia sẻ những hình ảnh mới nhất về nữ diễn viên. Trong ảnh, cô xuất hiện với vẻ ngoài trẻ trung cùng thân sắc rạng rỡ. Cha con mờ đã chọc cho cô Ngọc Lan cười thật tươi rồi nè. Đừng buồn nữa nha, cô Ngọc Lan xinh đẹp ơi. Khán giả luôn yêu mến và bên cạnh cô nè. Có thể thấy xuất hiện trong khung hình, Ngọc Lan đã nở nụ cười vô cùng rực rỡ. Dường như cô nàng đã lấy lại được tinh thần rồi nè. Về câu chuyện của mình, khi báo chí cùng những hiểu lầm không đáng có, Ngọc Lan cũng đã chính thức lên tiếng giải thích trên trang cá nhân như sau. Các trang mạng đang giật tích sai nha các bạn, Lan không bị mất 7 tỷ, vì Lan mới chỉ đóng 2,1 tỷ, nếu rút bây giờ chỉ mất 2,1 tỷ, nhưng đóng tiếp thì không phải được rút 7 tỷ sau 10 năm như lời tư vấn viên đã cam kết. Hiện Lan đang làm mọi cách để giảm thất thoát ở con số tối thiểu. Cái mình bức xúc là tư vấn dụ dỗ mình mọi cách để ký và mình không đọc hợp đồng nên con số sau 10 năm rút ra không đúng con số thỏa thuận. Về phía công ty không chăm sóc một tí gì cả và bảo đây là quy định của công ty. Vấn đề này một lần nữa mình khẳng định, về luật mình thua vì mình ký hợp đồng mà không xem. Mình cần đối chất ba bên với nhân viên tư vấn và công ty và mình muốn ký lại hợp đồng mới với công ty mới vì công ty cũ đã bán cho đơn vị mới mà mình không được thông báo điều này. Sau này mình biết tìm ai để lấy tiền. Đó là điều mình muốn giải quyết nhưng phía công ty không cho mình câu trả lời thỏa đáng và nhất quyết không ký lại hợp đồng dưới tên công ty mới. Còn con số 74 năm của mình và 42 năm của Louis, khi mình hỏi thì phía công ty cũng ậm ừ, không biết trả lời nên mình cũng chưa hiểu đoạn này vì mình không phải dân rành bảo hiểm. Mong mọi người có cái nhìn khách quan và rõ vấn đề và cũng mong báo chí đừng giật tích như vậy. Mẹ mình xém xỉu vì đọc tích mình bị lừa mất 7 tỷ đấy ạ. Bạn nghĩ sao về ồn ào này của Ngọc Lan?